Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tô con siêu nhân Batman. Các bạn cùng theo dõi video của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô màu xanh nước biển vào phần cánh tay. Bây giờ tới phần cắt da, mình sẽ tô màu vàng. Giờ phần áo trong mình sẽ tô màu đỏ. Bây giờ phần gấp đuôi mình chỉ tô màu cam. Theo da nhan hồng mình chỉ tô màu vàng.
bây giờ mình chỉ tô phân bột màu hồng. Yêu hơn chị tôi hết ổn thơ kem. Giờ mình chỉ tô phần dứt mặt màu xanh lá chuối. Giờ cùng dơ mình sẽ tô màu xám. Tiếp theo mình sẽ tô phần cổ màu tím. Bây giờ phần miệng mình chỉ tô màu vàng nhạt. Tiếp theo phần mũ mình chỉ tô màu đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ chia sẻ và đăng ký để được xem nhiều video mới nhất nhé.